Kết quả xổ số miền Nam, ngày 13 tháng 11. Kết quả xổ số Đồng Nai, giải 8-3-3, giải 7 các vé tận cùng mang số 4-3-4, giải 6-6-9-3-2, 3-1-9-9-3-9-0-8. Giải 5 các vé mang số 7-3-9-7, giải 4 các vé mang số 2-8-9-8-8, 7-1-8-9-0, 4-4-8-4-0, 5-5-9-4-0, 4-3-3-0-5, 8-0-0-6-3, 5-7-3-9-3. Giải 3 các vé tận cùng mang số 3-1-6-5-1, 4-8-7-9-9. Giải nhì 5-7-6-0-4, giải nhất các vé tận cùng mang số 3-4-8-9-7, giải đặc biệt 2-1-1-1-7-3. Kết quả xổ số Cần Thơ, giải 8-4-9, giải 7 các vé mang số 9-0-0, giải 6-9-2-0-8, 9-4-5-6-7-9-7-2. Giải 5 các vé tận cùng mang số 6-5-4-9, giải 4 các vé mang số 0-8-9-1-9-5-8-2-0-1. 3-4-8-1-2, 3-4-4-9-0, 9-6-8-8-0, 3-1-6-9-5, 2-4-4-6-2. Giải 3 các vé tận cùng mang số 5-2-0-8-4-0-6-8-7-1. Giải nhì 2-4-1-2-0, giải nhất các vé tận cùng mang số 8-6-8-3-0, giải đặc biệt 4-3-7-1-4-8. Kết quả xổ số Sóc Trăng, giải 8 các vé tận cùng mang số 5-1, giải 7-1-0-4, giải 6 các vé tận cùng mang số 5-5-1-4, 4-1-5-1, 6-5-5-7. Giải 5 các vé tận cùng mang số 8-6-2-6, giải 4 0-6-3-1-4, 9-9-8-1-4, 8-9-4-6-2, 5-0-6-1-3, 2-9-3-3-2, 7-8-4-2-3, 6-4-1-6-0. Giải 3, 2-6-0-8-8, 7-9-9-4-3. Giải nhì các vé tận cùng mang số 0-9-0-1-2, giải nhất 1-5-1-1-3, giải đặc biệt 6-9-3-8-9-6. Đồng bào và các bạn đang xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11. Kết quả được phát trực tiếp mỗi ngày trên kênh YouTube Vé Số Minh Ngọc. Chúc đồng bào và các bạn gặp nhiều may mắn.